Kính thưa đồng chí Nguyễn Nắp Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể bà con nhân dân. Hôm nay, chúng tôi trân trọng, tự hào về dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập thị trấn Thanh Chương, đón nhận cờ thi đua của chính phủ và quyết định công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Để tổ chức sự kiện quan trọng này, thị trấn Thanh Chương đã ban hành kế hoạch rất sớm, có những việc đã được xác định ngay trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là tập trung để xây dựng thị trấn đạt đô thị văn minh đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Chúng tôi ấn tượng với việc nhân dân thị trấn đã gửi nhiều bức ảnh quý về dùng cách đây nhiều chục năm, kể cả những ngày đầu thành lập, để hôm nay chúng ta có thêm tư liệu để trưng bày hình ảnh ngày ấy bây giờ, giúp quý vị đại biểu cũng như nhân dân thị trấn, nhất là thế hệ trẻ, cảm nhận được sự phát triển khá nhanh và toàn diện của Dùng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, người ta biết đến Dùng, nơi mà các nhà khảo cổ học đã khai quật được những hiện vật của người Việt cổ thuộc nền văn hóa sơn vi sống cách đây hàng vạn năm. Người dân nơi đây cần cù, sáng tạo, hiếu học, anh dũng trong đấu tranh cách mạng, các thế hệ kế tiếp nhau xây dựng cuộc sống gia đình mình, xây dựng Dùng vững bước đi lên. Trải qua cả cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, người dân Dùng cùng với toàn huyện vượt qua bao khó khăn gian khổ, đóng góp sức người, sức của, vừa lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu với chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Dùng còn là hậu cứ vững chắc của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện của Trung ương, của Liên khu 4 và của tỉnh sơ tán đóng quân. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tại buổi lễ trang trọng hôm nay, chúng ta cùng trân trọng tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người tham gia kháng chiến, phục vụ kháng chiến, các gia đình có công với cách mạng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể bà con nhân dân, trong chương trình của lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta vừa được xem phóng sự thị trấn Thanh Chương 40 năm xây dựng và phát triển, đã phản ánh đầy đủ, chân thực, sinh động, sâu sắc về lịch sử, truyền thống, những bước đi từ những ngày đầu Dùng trở thành huyện lỵ vào tháng 7 năm 1954, rồi đến ngày thị trấn Thanh Chương được thành lập vào tháng 10 năm 1984, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của ba xã Thanh Đồng, Thanh Ngọc, Đồng Văn, đến sự đồng cam cộng khổ, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân thị trấn, khát vọng vươn lên xây dựng thị trấn như ngày nay, và cả những dự báo đầy tin tưởng, hứa hẹn của Dùng trong tương lai. Đại biểu hiểu thêm về Dùng, đối với những người trong cuộc gắn bó với thị trấn từ những ngày đầu thành lập, đặc biệt là người dân thị trấn được trải qua cả cung bậc cảm xúc, nhưng chắc chắn ai cũng tự hào, yêu mến, có trách nhiệm với quê hương mình hơn. Mảnh đất có địa thế khá đặc biệt, khi mô cho hết truông Dùng đã vươn mình phát triển trở thành đô thị văn minh và được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đó chính là ý Đảng, lòng dân. Xin trân trọng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thanh Chương. Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể bà con nhân dân, trong cuối năm 2024, không gian phát triển của thị trấn sẽ mở ra. Thị trấn Thanh Chương sẽ cùng với xã nông thôn mới kiểu mẫu Thanh Lĩnh, xã nông thôn mới nâng cao Thanh Đồng được sát nhập trở thành thị trấn Dùng với diện tích 19,85 cây số vuông so với 280 hecta khi mới thành lập, dân số 23.672 người so với 5.054 người vào năm 1984. Thị trấn Dùng sẽ ôm dòng sông Lam để làm trục phát triển đô thị hai bên bờ sông. Thời cơ thuận lợi là lớn, nhưng khó khăn thách thức cũng không nhỏ. Chúng tôi đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn quan tâm một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Thị trấn trong thời gian tới tiếp tục tập trung phát triển thương mại dịch vụ, tăng nguồn thu ngân sách, cùng với huyện thu hút đầu tư các khu đô thị, hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng khu đô thị thì Thanh Chương tại khối 2A để làm thay đổi diện mạo của thị trấn. Sau sát nhập cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch thị trấn Dùng. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, căn cơ và có tính khả thi cao. Quan tâm thu hút nhà máy về khu vực Thanh Đồng, hình thành cả khu đô thị ở khu vực lĩnh trường Thanh Lĩnh và vùng Thanh Đồng. Những khu vực có tiềm năng để phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, sản xuất hàng hóa thì tiếp tục duy trì và chuyển hướng chuyên sâu, hiệu quả. Trong các bước phát triển, phải quan tâm bảo vệ môi trường sống, nhất là những vấn đề liên quan đến xử lý nước thải, rác thải. Huyện đã và đang đón nhận các nhà đầu tư về với thị trấn, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được đón nhận các doanh nhân quê hương về đầu tư tại quê nhà. Thứ hai, cần phải gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa xã hội. Suy cho cùng, mọi sự phát triển đều hướng đến văn hóa. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, rất giản dị, suốt đời vì nước, vì dân đã từng viết: văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa soi đường cho cuộc dân đi. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững, cần phải được ưu tiên trước một bước. Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, thi đua dạy tốt, học tốt. Thị trấn là nơi có đến 7 trường học, trong đó có 2 trường trung học phổ thông, có 1 trường trọng điểm chất lượng cao, nên rất có điều kiện để phát triển giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đẩy lùi các tai tệ nạn xã hội, quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vận động mọi gia đình sinh đủ 2 con, giải quyết việc làm gắn với làm giàu chính đáng, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Thứ ba, quan tâm công tác xây dựng đảng bộ, vì đó là nhiệm vụ then chốt quyết định cho mọi thắng lợi. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chăm lo đoàn kết trong đảng, trong hệ thống chính trị, làm hạt nhân cho thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng đảng, nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên trong mọi công việc. Việc thực hiện ngày thứ bảy vì dân của cán bộ công chức thị trấn được người dân và doanh nghiệp rất ghi nhận, cần tiếp tục duy trì và thực hiện ngày càng hiệu quả. Cải cách hành chính triệt để, chuyển đổi số mạnh mẽ,
thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đến lúc người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi. Thứ tư, thường xuyên quan tâm xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh, nâng cao năng lực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có năng lực vận động quân chúng, óc nghỉ, mắt trông, chân đi, miệng nói tay làm, phải gần dân, sát dân, nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Theo dõi quá trình chuẩn bị lễ kỷ niệm, càng thấy hết tinh thần, trách nhiệm của nhân dân và cán bộ thị trấn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, bài bản, nhiều người tham gia hội trại, không kể ngày đêm, kéo dài cả tuần, nhưng thật là trân quý. Quá trình chuẩn bị gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng nhân dân và cán bộ thị trấn vẫn không nao núng, bình tĩnh, kề vai sát cánh để khắc phục, quyết tâm để tạo ra một dấu ấn đặc biệt trong dịp thị trấn 40 năm xây dựng và phát triển. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn nhân dân và cán bộ thị trấn. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện, tôi trân trọng cảm ơn tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các cơ quan doanh nghiệp và những người con quê hương trong những năm qua đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo huyện Thanh Chương nói chung, thị trấn nói riêng có cơ hội phát triển. Kính mong trong thời gian tới tiếp tục được đón nhận sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đồng chí. Xin đặt trọn niềm tin vào sự phát triển nhanh, bền vững của thị trấn Dùng. Chúc cho Dùng với nhiều hoạt động sôi nổi, ngày càng dài ra, đêm càng ngắn lại, thực sự là trung tâm chính trị, hội tụ niềm tin, là đầu tàu mạnh mẽ về kinh tế, là điểm hẹn phong phú và lành mạnh về văn hóa, là điểm dừng của nhiều người trong tương lai. Kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp này, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tặng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thanh Chương bức tượng với dòng chữ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thanh Chương 40 năm xây dựng và phát triển, 27 tháng 10 năm 1984, 27 tháng 10 năm 2024. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hải Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy lên trao tặng. Mời lãnh đạo thị trấn Thanh Chương lên đón nhận. Xin trân trọng kính mời cả đồng chí.